sáng nay mình được nghỉ nha. Có khi anh lên lớp, thế còn mình tranh thủ mình sẽ quay lại một số quang cảnh. Đây là cái cảnh bán đảo Cửa Bạ Đại, nhìn từ phía sau nhà ký túc xá của nhà trường. Bên kia là cái sông Thu Bồn, xa xa kia là sông Thu Bồn, và nó là cái cửa biển. Tít đằng kia là cái con cầu mới trên cái con đường quốc phòng chạy dọc ven biển. Còn đằng sau nhà trường này là khu đô thị mới này. Đấy. Có cả nhà dân xen kẽ này. Còn bây giờ mình quay trong phòng mình nhé. Phòng này cũng là phòng khách bình thường thôi. Phòng khách để cho khách du lịch ở. Còn phòng của học viên thì nó sẽ nhiều giường hơn. Đi ra ngoài tranh thủ quay một số cái cảnh quan ở bên ngoài. Đây, thầy Mạnh ở phòng bên này. Đi thang máy. Mình sẽ quay quang cảnh nhà trường, sau đó mình sẽ lên lớp. Mình quay cảnh nhà lớp với cái lớp học có khoảng 50 học viên, với lại có cái mình đang làm bài. Bác, ăn sáng chưa? Chiều nay mới lên lớp. Sáng đi chơi tí rồi, quanh quanh đây rồi. Lấy xe đạp để đây tí đi. Xa xa kia là học viên đang ra. Đi ra cổng trường xong đi vào. Bên kia
kia đường là khách sạn của Vinpearl nhá. Ngược nắng quay được nhiều. Xe đưa khách đến cua đi Cù Lao Chàm là về đó. Đây trường cán bộ luôn. Đây là nhà hội trường này. Và các phòng học, bên kia là nhà nghỉ ký túc và cũng là khách sạn luôn. Còn bên này là khu hiệu bộ. Đây là các phòng học. Đợt này nhà trường mở 3 lớp ở đây.